Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui khi lại được gặp lại quý vị khán giả trong những ngày đầu năm mới như thế này. Thay mặt những người thực hiện chương trình Cẩm Nang Vàng cho sức khỏe, xin được chúc quý vị sẽ có một năm mới sức khỏe, bình an, may mắn với thật nhiều hạnh phúc bên gia đình, bạn bè và những người thân của mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong những chương trình Cẩm Nang Vàng cho sức khỏe ở những số đã phát sóng thì chúng tôi đã không ít lần đề cập tới những bệnh lý về gan cũng như là phương pháp điều trị hoặc là cách chăm sóc sức khỏe cho lá gan của chúng ta. Bởi lẽ gan là một cơ quan đặc biệt quan trọng cho bộ máy cơ thể con người. Tuy nhiên thì đây cũng là cơ quan phải hứng chịu nhiều tổn thương nhất với đặc thù là giải độc của mình. Chính vì vậy mà trong số phát sóng ngày hôm nay thì chúng tôi xin phép sẽ dành trọn thời lượng cùng với chuyên gia của chương trình sẽ giải đáp mang tới cho quý vị những kiến thức để hỗ trợ điều trị và phòng bệnh cho lá gan của con người. Và xin được trân trọng giới thiệu với quý vị khán giả đồng hành với chúng ta trong chương trình ngày hôm nay đó là giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Mùi ạ, nguyên phó giám đốc bệnh viện quân y 103, nguyên trưởng khoa truyền nhiễm ạ. Cảm ơn giáo sư đã lại dành thời gian cho chương trình của chúng tôi ạ. Xin cảm ơn MC Hoàng Linh. Xin kính chào các quý vị khán giả. Thưa giáo sư, như thường lệ thì để mở đầu chương trình, xin mời giáo sư và quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một tiểu phẩm trong chuyên mục Góc Cười. Ôi giời, mình ngu à? Em xin lỗi bác ạ. Dạ. Bác ơi, bác cho em hỏi nhờ cái này bác ơi. Hỏi đi. Không, bác phải nhìn vào mặt em thì em mới hỏi được ạ. Nhìn rồi. Em hiểu rồi ạ. Bác ơi, bác nhìn cho em cái dấu cộng ở cạnh chữ B này là cái gì đấy? Bác giải thích cho em cái ạ. Đây, dấu cộng đây. Vâng. Này, đi khám mà không biết cái này. Bây giờ bác biết ạ, bác bảo em cái. Chứ em hỏi 10 người rồi đấy, chưa ai trả lời được. Dạ. Cái này tức là vào học gặp bác sĩ mà hỏi. Bác nghịch em đi ạ. À? Nói như bác thì em đi thẳng bác sĩ, em hỏi vì gì phải hỏi bác. Mới lại ấy, các bạn là em biết rồi, cho nên em hỏi cho nó chắc thôi. 100% nhá, cái dấu cộng ở cạnh chữ B này này có nghĩa là em dương tính với nhóm máu B. Thế mày đi khám làm cái gì? Thì tại con vợ em ấy. Tự nhiên đang nhiên đang lành em mới chỉ bị là uể oải, biếng ăn vài hôm. Thế mà nó lại nghi cho em là bị bệnh gan. Thế là bắt em đi xét nghiệm đấy. Chứ không em để tiền em uống rượu còn sướng hơn. Phát bực cái mày đấy. Mày cứ nhìn... Đây, tập trung vào đây. Em đang nhìn đây. Mày lát à? Đây này. Bác sĩ kết luận rành rành ở đây này. Như nào? Dương tính viêm gan B. Dòng thứ hai, siêu âm gan kết luận. Hai chấm. Nhìn vào đây. Em vẫn đang nhìn đây. Hai chấm. Ghi độ sơ hóa F2. Thô. Mày tèo rồi. Viêm gan B rồi. Nhưng mà dựa vào đâu để bác biết là em bị viêm gan B? Tao vừa đi khám y như mày, được một cái kết quả khả quan y như mày này, cũng viêm gan B. Ui giời, bố để ngược rồi này, đứng bên này mà. Đấy, mày mù. Ui giời, thế bác ơi, thế là em bị viêm gan B thật à? Mày uống rượu ít thôi, đây như tao đây này. Tao không uống rượu tao còn bị, nhưng mày uống rượu là thôi. Xong rồi. Ôi bác ơi, thế này chết em rồi, tự nhiên vì viêm gan B. Với lại 20 lít rượu ông bố vợ ông vừa biếu xong bây giờ ai uống. Thưa quý vị, ngoài virus viêm gan thì bia rượu cũng là một trong những nguyên nhân phổ biến thường gặp gây hại cho gan. Và rất tiếc là Việt Nam chúng ta thì lại là một trong những quốc gia có tỷ lệ dùng bia rượu rất là cao ạ. Vậy thì giáo sư có thể giải thích cho khán giả của chương trình biết rõ hơn về những cái tác động có hại của bia rượu lên lá gan cũng như là lên cơ thể của chúng ta. Và nếu như chúng ta lạm dụng bia rượu thì nó có thể gây đến những hậu quả như thế nào ạ? Bia rượu là loại thức uống có cồn. Nó đã tìm ra 5.000 năm. Trước đây, bản thân bia rượu nó không có cái gì là xấu cả. Nếu như chúng ta có điều độ, có mức độ. Ở Việt Nam chúng ta thì đa số là uống là chúng ta uống là không có kiềm chế được. Chính vì vậy nó để lại cái hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Thế khi mà 70% đến 80% rượu bia xuống ruột thì được hấp thu tại ruột và tất cả cái số đó đều qua gan. Và ở gan thì nó sẽ gây những cái gì? Đầu tiên là gan nhiễm mỡ. Thứ hai nặng hơn, gây viêm gan do rượu. Giai đoạn thứ ba là xơ gan do rượu. Và cuối cùng là có thể xơ mà dẫn đến bệnh nhân tử vong. Vâng ạ.
Vậy thì tôi rất là muốn hỏi giáo sư là với những người mà họ bị suy giảm chức năng gan, ví dụ như là người bị mắc viêm gan hoặc là xơ gan, thì liệu họ có được phép uống dù là một chút bia, một chút rượu hay không ạ? Ở đây thì những người bị bệnh lý về gan thì phải nói là bia rượu ở gan được hủy là do cái men của gan sản xuất ra dự trữ. Thế ở những người bị bệnh lý về gan thì cái lượng men này chắc chắn là sẽ ít hơn nhiều. Do vậy cái khả năng hủy rượu bia của những người bị bệnh gan là rất thấp. Cho nên những người bị mắc bệnh gan có thể vui vẻ một chút cho nó vui. Đôi khi là có một số thuốc nó hòa tan trong cồn thì có thể uống với một liều lượng rất nhỏ. Vâng ạ, xin cảm ơn những phân tích của giáo sư Nguyễn Văn Mùi. Trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì xin mời giáo sư cùng quý vị khán giả sẽ theo dõi một đoạn phim khoa học để qua đó chúng ta có được cái nhìn trực quan về lá gan của con người. Gan là cơ quan nội tạng lớn nhất trong cơ thể, nặng từ 1,5 đến 1,8 kg. Khi khỏe mạnh, gan có màu đỏ sậm và mềm. Gan đảm nhận hơn 500 chức năng khác nhau trong cơ thể như chuyển hóa lipid, tổng hợp và chuyển hóa protein, giải độc, dự trữ máu, glycogen, v.v. Vì vậy, gan là cơ quan quyết định tới tuổi thọ của mỗi người. Muốn có cơ thể khỏe mạnh, trước tiên phải có một lá gan khỏe mạnh. Tuy nhiên, hàng ngày, gan thường xuyên tiếp xúc với rất nhiều chất hại như rượu bia, virus viêm gan, thuốc tây điều trị dài ngày, thực phẩm bẩn, hóa chất độc hại, v.v. khiến gan dễ bị quá tải. Bởi khi các chất độc gây hại này được dung nạp vào cơ thể với số lượng quá nhiều, gan không kịp chuyển hóa sẽ khiến chất độc tích tụ vào trong cơ thể, gây độc tế bào gan và gây hại cho các cơ quan nội tạng. Nếu không có biện pháp điều chỉnh kịp thời, gan sẽ bị suy yếu và chúng ta có thể mắc các bệnh về gan như viêm gan, gan nhiễm mỡ, xơ gan, ung thư gan, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe. Thưa giáo sư, vậy thì những cái yếu tố gây hại cho gan như là thuốc tây điều trị dài ngày hay là những thực phẩm chứa độc hại rồi môi trường sống ô nhiễm hàng ngày của chúng ta thì nó cũng làm ảnh hưởng tới lá gan đúng không ạ? Vâng, có thể nói là thuốc tây thì để điều trị bệnh ý, thì có rất nhiều thứ thuốc tây tác động xấu đến gan. Tôi nói sơ bộ thì những cái nhóm thuốc này là nó có tác động đến gan. Nhóm mà chúng ta hay dùng nhất đó là nhóm hạ sốt giảm đau. Nhóm thứ hai là các nhóm thuốc chống lao. Nhóm thứ ba là nhóm thuốc tâm thần, nhóm thứ tư là những thuốc kháng giáp, vân vân. Do vậy khi dùng lâu thì phải rất chú ý xét nghiệm chức năng gan để mà điều chỉnh kịp thời. Thứ hai nữa là các cái thực phẩm độc hại đối với gan thì phải nói đến aflatoxin, là cái chất độc mà có từ nấm mốc, gạo mốc, lạc mốc, vân vân. Thì những cái nấm mốc này là nấm mốc có thể tiết ra cái aflatoxin và gây ung thư gan. Ngoài ra chúng ta còn có các thực phẩm bẩn chứa chất tăng trọng này, rồi chứa ure này, hoặc là các thực phẩm bẩn ôi thiêu, vân vân. Thì khi mà đưa vào cơ thể ta thì tế bào Kupffer của gan nó phải tăng cường cái chức năng là giải độc của nó. Thì khi kích thích quá thì tế bào Kupffer sẽ sản sinh ra các cái chất mà gây hoại tử tế bào gan. Vâng ạ, bây giờ đối diện với bài toán thực tế trong cuộc sống hàng ngày là môi trường thì cứ vẫn bị ô nhiễm như vậy, thực phẩm thì cũng phải đối diện với nhiều thực phẩm bẩn như vậy. Thế rồi bản thân chúng ta cái ý thức cũng chưa tốt khi mà vẫn sử dụng rượu bia nhiều, hay là đối với những đối tượng mà họ phải sử dụng thuốc tây dài ngày chẳng hạn, vậy thì những đối tượng như vậy thì phải làm gì để có thể bảo vệ lá gan của mình, thưa giáo sư? Vâng, có thể nói là muốn bảo vệ lá gan của mình thì phải tránh xa các cái tác động có hại tới gan như tôi kể vừa rồi. Thí dụ như bia rượu phải giảm đi, uống có chừng mực thôi. Thứ hai nữa là đối với các thực phẩm, tốt nhất là chúng ta mua những thực phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Thứ ba nữa là phải thường xuyên là kiểm tra những cái chức năng gan định kỳ, ít nhất cũng là 6 tháng một lần. Thì có thể sử dụng các cái thuốc mà giải độc gọi là thực vật của chúng ta mà đã được nghiên cứu. Ví dụ như nhân trần, bổ bồ, diệp hạ châu, kế sữa và chó đẻ răng cưa, thế rồi cây cà gai leo, vân vân. Chúng ta có thể sử dụng trong cái trường hợp chúng ta dùng quá nhiều bia rượu, chúng ta có dùng quá nhiều những cái thực phẩm bẩn thì chúng ta cũng có thể dùng những cái thuốc giải độc thực vật như thế. Mà chúng tôi được biết là hiện cái viên giải độc gan Tuệ Linh, chúng tôi thấy là cái đó cũng là cái tốt. Và cái viên giải độc gan Tuệ Linh không những nó chống viêm, nó chống độc, nhưng mà đồng thời là những cái tổn thương của gan nó làm cho nó phòng được cái xơ là rất tốt.
Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với quý vị khán giả đến với góc chuyên gia để lắng nghe những câu hỏi mà khán giả dành cho chương trình ạ. Chào giáo sư cho tôi hỏi, tại sao tôi đi xét nghiệm kết quả ghi dương tính với viêm gan virus B nhưng mà bác sĩ thì không kê thuốc Tây? Vậy thì tôi có nên dùng biện pháp gì để hỗ trợ cho gan, phòng ngừa virus tiến triển không ạ? Tôi thì không hay uống rượu, chỉ khi nào phải tiếp khách mới uống. Như vậy có được không thưa giáo sư, hay là cần phải kiêng một cách tuyệt đối? Xin cảm ơn giáo sư và chương trình. Thế trong trường hợp này thì bạn có thể tham khảo các biện pháp là các cái thuốc thực vật điều trị, có thể là điều trị từng đợt hoặc là kéo dài cũng được. Tôi thấy có rất nhiều người sử dụng. Còn đối với bạn là thường xuyên tiếp khách thì đôi khi phải dùng rượu, thì tôi cho là cái đó phải suy nghĩ. Bởi vì là nếu như là dùng rượu mà quá liều, gọi là lạm dụng như trên thì sẽ nguy hiểm cho bạn. Vâng ạ, rất cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Mùi với những tư vấn, những kiến thức vô cùng bổ ích dành cho khán giả của chương trình. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Mọi thắc mắc về bệnh lý viêm gan thì quý vị có thể gọi tới số điện thoại của chương trình là 1900 6482 hoặc 0912 57 1190. Quý vị cũng có thể truy cập vào phần hỏi đáp trên website thuviệnsuckhoe.com.vn. Mọi thắc mắc của quý vị khán giả sẽ được các chuyên gia của chúng tôi trả lời một cách tận tình và chu đáo nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình Cẩm Nang Vàng cho Sức Khỏe số tiếp theo. Mời các bạn tham gia trả lời câu hỏi: các yếu tố nào gây hại cho gan? A. Virus viêm gan. B. Rượu bia. C. Thuốc tây điều trị dài ngày, thực phẩm bẩn, hóa chất độc hại, v.v. D. Cả 3 phương án trên. Các bạn hãy gửi đáp án chính xác nhất vào mẫu ký tự dưới đây. Lưu ý ký tự có phân biệt chữ hoa và chữ thường, rồi gửi về cho chúng tôi theo số điện thoại 7095. 10 bạn có câu trả lời chính xác nhất và nhanh nhất sẽ nhận được phần quà là sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh của nhà tài trợ. Chúc các bạn may mắn!